Sau khi cúng giao thừa xong thì bây giờ mình sẽ hạ cái mâm đây. Bánh chưng này. Hạ này nhá. Mọi người cùng mình ăn cái lập lầu lăn này nhá. Lắp chai rượu đã. Cái mâm cúng giao thừa có gà xôi nhưng mà gà xôi thì hạ rồi. Còn cái này thôi. Thôi một rượu. Thôi. Chai rượu cúng này không uống nhá. Ăn cái bánh chưng đầu năm cho may mắn. Uống bia không? Ăn cái gì? Ăn gì? Ăn một à? Nếm thử thịt rồi. Ăn này. Ăn cái bánh này nhá. Nào. Ngon không? Bánh quá từ hôm 29 mà hôm nay 30 được ăn đấy. À quên. Sang mùng 1 rồi. Bánh ngon lắm thế à? Ăn bánh đi, ăn một cái rồi lấy mai. Mở cả nhà nhá. Làm năm bia cho nó hết. Khai xuân nhá. Rồi. Rồi, có đúng không? Nào. Chúc sức khỏe mọi người nhá. Chúc mọi người có một năm mới là an khang thịnh vượng nha. Tiếp tục ủng hộ mình trong năm tiếp theo nhé, năm 2019. Đây. Ngon lắm. Ăn đi. Hai người ăn chung bát đúng không? Ăn bánh siêu rồi. Thôi nào. Bánh rồi, nên nhiều ngon lắm kìa. Ngon. Bánh chưng mình hôm nay ngon lắm. Nè. Mọi người nha. Làm bài cho đỗ nhiều nên ngon ơi là ngon. Ôi đỏ 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 đỏ. Happy birthday to you. Bánh này ngon lắm. Bánh này ngon luôn. Nó là nghịch bia, không ăn nghịch bia này. Ăn đi. Há mồm, há mồm. Há mồm. À, ăn được không? Ăn nó may nhỉ. Bánh ngon lắm. Sao giao thừa ăn này ngon nhỉ? Cái này bé luôn. Đây, Hà bác cháu đang ăn này. Có một đĩa bánh chưng này. Xôi gà với hoa thì hạ xuống rồi nhưng mà không ăn. Chả bánh chưng thôi, bánh chưng ngon lắm. À, mời cả nhà mà thử. Nghịch thế. Sếp phải làm gì? Ăn đâu? Ăn nhá. Ăn đi. Ăn đâu? Một miếng luôn nhá. Nè. Ngon lắm. Nóng á. Ai đã ăn xong con xuống nhá. Ăn miếng này xong con xuống. Ăn á. Thế mai mà còn nó đẹp đi chơi nhá. Để băng bia xếp bên kia. Đi xuống nhá. Để tạm bia vào đây. Xếp vào đây vừa nó nghịch quá bắt bia đây. Đây bây giờ một mình một mâm đây. Chúc mừng năm mới. Bây giờ thì mùa xuân đã thực sự đã sang rồi nha. Bây giờ thì mình đang cả nhà không ai ăn cả, chỉ có mình tôi ăn thôi. Thôi à. Ăn mấy cái bánh này đi. Ăn mình ngon đấy. Ngon luôn. Bánh nhiều nhân lắm. Mở nhỉ, tối lắm. Máy lấy giá chậm quá. Có bác làm giao thừa xong ngồi ăn nhà này không? Lần ly nha.
Có ăn không? Mà từ mai nói em kêu nhá. Nhá. Mời năm. Ừ. Hai đồng chí kia mời ăn hoa này. Tối quá. Bây giờ là 1 giờ kém gì này, 1 giờ kém 5. Như vậy chúng ta vừa bước sang năm mới đây. Đúng 55 phút. Chúc mọi người cho năm mới này làm ăn này, túi để dùng dính tiền nhiều, béo như lợn như heo á nhá. Ngồi năm tuổi của Thúy ấy. Thế à, tăng phân lợn đây, tăng phân lợn kìa. Hôm nay nhà tôi không có lợn, nó ngồi dưới nhà kìa. Kìa có lợn mẹ, bên cạnh có lợn con đấy. Thôi, bây giờ tôi ăn để chuẩn bị dọn nha. Tạm biệt các bác nha.